quý ông bà, toàn thể anh chị em, cách riêng anh chị em giáo xứ Kỳ Anh, và cách đặc biệt hơn nữa là các bạn trẻ, các em học sinh giáo lý, nhất là những em vừa mới lãnh nhận phần thưởng như là một tuyên dương của giáo phận ngang qua giáo hạt chúng ta, về những thành tích mà ngành giáo lý giáo hạt Kỳ Anh chúng ta đã đạt được. Quý cha Phạm Hạt nói trong phần phạt thưởng cho các em, và các em chẳng qua là đại diện cho số đông các em giáo lý hôm nay nhận phần thưởng, bởi vì thành quả của các em không chỉ đạt được riêng của mình, mà thành quả đó các em đạt được trong tinh thần mà cha Quảng Hà nói đầu thánh lễ, đó là một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sử dụng. Giáo hội đó chính các em là những người cùng nhau đèn sách miệt mài đêm ngày cùng với các thầy cô giáo lý viên, để rồi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn của dịch giả, của công việc, của bồn bề, việc học hành phổ thông, công việc giúp đỡ cha mẹ, mà các em vẫn vượt lên trên thế để rồi giành được những kết quả đó. Những kết quả như là những viên ngọc quý, bởi vì như cha Quả Đạt nói, nếu không biết giáo lý, tức là không biết Chúa Kitô, mà không biết Chúa Kitô thì không được ơn cứu độ, chắc chắn như thế. Hôm nay tại Kỳ Anh thời tiết rất đẹp. Mấy ngày qua Hà Tĩnh chúng ta mưa nhiều. Chiều hôm qua mưa to đến nỗi mà cha Quản Hà phải trồng lên mấy cái rạp tàn bờ, để rồi lỡ mà mưa. Nhưng mà Ngài nói Ngài vẫn tin tưởng Đức Mẹ sẽ cho một ngày đẹp trời dành cho các em giáo lý. Và quả thực hôm nay là một ngày đẹp trời. Con và cha Hà trên đường từ Vân Hành vào thì qua một vài đoạn có mưa nhỏ nhỏ, và nghĩ có thể là mưa buổi sáng thì sẽ không mưa, nhưng mà cũng có thể nghĩ là mưa nhưng là trời lại không mưa. Tạ ơn Chúa. Và từ rất sớm con nhận thấy rất nhiều người kéo đến đây để tham dự thánh lễ chầu lửa. Không phải trách ở đây, mà trong suốt mùa hè vừa rồi có dịp cùng với Đức Cha đi khắp nơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình để dự những tuần chầu lửa, thì theo nhận định chung của cả cha năm nay, tuần chầu lửa xứ nào cũng có nhiều người đông đảo tham dự hơn. Có lẽ là vì sau mùa Covid, mùa mà chúng ta phải đóng cửa nhà thờ, chầu lửa không được tổ chức, hoặc là tổ chức thì phải hạn chế, thì sau mùa đó chúng ta khao khát thánh lễ hơn. Chúng ta cảm nhận được sự đói khát khi chúng ta phải đóng cửa nhà thờ, không được đến ngắm nhìn mình thành Chúa. Và không phải chỉ ở cách Việt Nam, mà dịp cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa rồi, con và Đức Cha Luy có dịp trở lại châu Âu, qua ghé qua Paris rồi đi sang Roma tham dự kỳ họp hội nghị gia đình thế giới tại Vatican, thì gặp gỡ một số cha làm một vụ ở bên đó, thì các cha nhận định là sau đại dịch Covid, người châu Âu trở lại nhà thờ nhiều hơn nhiều. Và theo báo cáo của những con số tòa thánh 6 tháng đầu năm, thì dường như không chỉ người ta trở lại nhà thờ, mà con số những người đến mua ảnh tượng Chúa Mẹ các thánh nhiều hơn. Đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông của giáo hội, như là trang mạng của giáo xứ, giáo phận chúng ta, của tòa thánh, của các giáo phận trên toàn thế giới, lượng người truy cập vào các trang mạng đó nhiều hơn. Nhiều người đăng ký tham gia vào các chương trình online về tĩnh tâm, về học hỏi giáo lý, về các kỳ thường huấn, các kỳ linh thao nhiều hơn cả online và thực tế. Tại sao vậy? Giả thừa đại dịch Covid-19 làm cho thế giới chúng ta thức tỉnh. Bởi
Bởi vì thế giới chúng ta đang sống, nói như giáo hoàng Francisco nói, là một thế giới quên lãng Thiên Chúa. Người ta nghĩ con người chúng ta làm được tất cả, đổi đá vá trời, thay trời thành đạo, muốn làm điều gì thì làm mà chẳng cần Thiên Chúa. Vì thế mà trước đại dịch xảy ra, anh chị em biết con người chúng ta quá kiêu ngạo, cứ cậy sức mình, gạt Thiên Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình và làm mọi sự mà họ muốn. Nhưng mà Covid-19 xảy ra, và đến bây giờ nhìn lại, thế giới phải nhìn nhận chương trình hành động của thế giới cho một phát triển thịnh vượng phải thay đổi tận căn. Bởi vì con người chúng ta không chỉ muốn làm gì thì làm, mà con người chúng ta phải dựa vào Thượng Đế. Những giáo huấn của giáo hội, những giá trị của tin mừng đã được ăn rễ trong luật lệ quốc tế, mà luật lệ đó thế giới phải đi. Nếu không đi theo những luật lệ căn bản đó đã được khắc ghi trong luật quốc tế và khắc ghi trong lương tâm của mỗi người, thì thế giới sẽ đi vào ngõ cụt, và con người chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình bởi cuộc chiến tranh hạt nhân và những chiến tranh sinh học mà Covid-19 là bước đầu của những thảm họa, trong vô vàn thảm họa mà con người có thể sinh ra để rồi hủy hoại chính trái đất và cuộc sống của mình. Người ta đến nhà thờ, người ta mua tượng ảnh Chúa, người ta tham dự các tuần tịnh tâm cầu nguyện vân vân, một mặt để người ta cầu nguyện cho những người quá cố, người mà có lẽ hơn 6 triệu người đã qua đời đó. Có lẽ người ta không nghĩ lại chết trong 2 năm nữa, nhất là những đứa hiện đại, người ta cầu nguyện cho họ. Nhưng mà điều căn bản hơn, các nhà chuyên môn nhận định người ta tìm đến với tôn giáo, tìm đến với giá trị tôn tâm linh, mà theo cái nhìn của chúng ta là tìm về với Chúa, với Thượng Đế, với chính mình, để tìm lại nguồn cội của bản thân và trả lại cho đời sống của bản thân mình một giá trị. Giá trị đó là giá trị trong đường lối của Thiên Chúa, để người ta đừng có quá tự hào, đừng có quá cậy sức mình, mà phải cậy dựa vào ơn Chúa, phải trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trong ngày, trong đêm, chứ không phải là trông vào sức khỏe, tiền bạc, quyền lực, sức mạnh chính trị, mà phải trông trời, tức là trông Chúa, nói như người Việt chúng ta nói. Mà nói đâu xa, Kỳ Anh của chúng ta, Việt Nam của chúng ta, nhất là Sài Gòn, rất nhiều người của chúng ta đây trong thời gian đó đang ở Sài Gòn, chúng ta có cảm nhìn được cái chuyện gân kê mong manh đến chừng nào. Con là năm nay người hơn 40 tuổi, chưa có kinh nghiệm của chiến tranh, nghe cha mẹ ông bà kể lại chiến tranh để rồi thức tỉnh mình, nhưng mà mình cũng chẳng hiểu được. Nhưng mà tại thời điểm mà châu Âu dịch giả kinh khủng nhất thì con đang ở châu Âu, mới cảm nhận được cái sự mong manh của phần người. Khi đó con đang ở Vân Đôn thì nhận thấy hàng ngày ở Vân Đôn có khoảng 7.000 người nhiễm bệnh và có khoảng 500 người chết. Cả châu Âu đó là như thế. Và mình lo là mình mới biết được là cái chết gần kề. Và chúng ta mới biết được ngay tận thế là có thật. Thưa anh chị em, con Covid đó chỉ tăng nồng độ lên khoảng 10 lần hoặc là 100 lần thì thế giới này chết gần kề rồi. Nó ly tán nhanh gấp 10 lần, nó diệt chết gấp 10 lần, nó phá hoại gấp 10 lần hoặc là 100 lần thì thế giới cũng còn. Và đó là tận thế. Tại sao? Thưa vì thế giới bên Thiên Chúa, phục vụ lời Chúa mà các quản hạ chọn đọc trong thánh lễ cáo biệt của tuần châu giáo xứ chúng ta thấy trước giáo phận hôm nay được mở đầu với lời của ông Môsê trong sách Đề Nghị Luật. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm qua.
anh em hãy nhớ, anh em đừng có quên con đường mà Thiên Chúa đã dẫn anh em đi. Và bắt đầu Mô-xê kể cho họ biết trong sa mạc đó có chết chóc, có đói khát, có bệnh tật, nhưng Thiên Chúa đã ban bánh cho họ ăn, ban thịt chín chín cho họ ăn, nuôi sống họ khi họ khát nước từ tảng đá mà Mô-xê lấy gậy đập với hòn đá chảy ra. Và sau đó Mô-xê nói với họ rằng anh em đừng quên nước Chúa, Thiên Chúa của anh em. Rồi Mô-xê nói với họ rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, điều mà sau này trong bài tin mừng Chúa Giê-xu nói với chúng ta có tin không? Anh em có tin, anh chị em có tin, nhất là các bạn học trò có tin lời của Chúa là lời chân lý, lời hằng sống, lời là đêm, là ánh sáng soi cho chúng ta được không? Hay là chúng ta chỉ nghe vấn đề đó rồi những lo lắng của phần người, những trăn trở của cuộc sống, những thao thức và những khát vọng, nhiều khi là những cái sự đói khát tiền bạc của cả danh vọng chức vị, làm cho chúng ta quên mất lời của Chúa, để chúng ta cùng sống giống như những người không biết lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong dịp lễ kính bình bảo Thánh Chúa vừa rồi tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta sau khi nhắc lại cho thế giới biết dịch giả vẫn còn đó và những tiềm ẩn bởi dịch giả và những thứ dịch giả lớn hơn vẫn còn đó, và khuyên thế giới đừng quên Đức Chúa, và nói với chúng ta đành rằng con người chúng ta có trí nhớ bị tổn thương, trí nhớ của chúng ta hay quên, cho nên Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta lời là Kinh Thánh để chúng ta đừng quên Thiên Chúa. Nhưng mà còn xa hơn, Thiên Chúa để lại cho chúng ta một bí tích mà bí tích đó khó có thể quên, bởi vì chúng ta đã ăn, chúng ta đã uống, chúng ta đã chạm lấy nơi bàn tay yếu đuối của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Francisco nói Thiên Chúa không chỉ để lại lời nói bởi vì người ta có thể dễ quên những gì được nghe, Thiên Chúa không chỉ để lại cho chúng ta Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh chúng ta đọc mà chúng ta không quên, rồi Thiên Chúa cũng không chỉ để lại cho chúng ta những dấu chỉ bởi vì ngay cả những sự kiện sờ sờ trước mắt chúng ta thấy, chúng ta chiêm ngắm, chúng ta vui, chúng ta buồn vì chúng ta thấy mà chúng ta vẫn quên. Nhưng mà Đức Thánh Cha Francisco nói Thiên Chúa để lại cho chúng ta một của ăn, và khó có thể quên đi một hương vị chúng ta đã nếm. Tuần châu được anh chị em hiện diện ở đây, rồi anh chị em về các ngã làng, lối xóm, vào các gia đình thân quen để với nhau chung lại bữa tiệc thứ hai tại gia đình đó, bàn tiệc bánh cơm nữa để nuôi sống phần sáng. Ở đó, nếu anh chị em hiện diện như thế, anh chị em thì khó quên hơn. Thay vì chỉ đến đấy rồi, điện thoại thì hôm nay em chờ được cái anh đấy, em bận quá, em về, dễ quên hơn. Đi vào đó, gặp thăm hỏi, rồi ăn một bữa cơm với nhau, mặn nhà thì, nhưng mà khó quên hơn. Thì bí tích thánh thể cũng như vậy thôi anh chị em. Chúa để lại cho chúng ta một bữa ăn là thịt và máu của Chúa. Ở đó Chúa hiện diện thực sự đây và trọn vẹn thiên tính và nhân tính của Chúa trong mầu nhiệm mà Chúa Giê-xu nói, nhắc đi nhắc lại trong bài tin mừng chưa hết, mà cha quản sự của chúng ta còn cho ghi lên trên cung thánh: thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Để rồi mỗi khi chúng ta rước lấy Chúa, chúng ta phải nói lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã nhớ đến con, đã gọi con từ hư vô và cho con được làm người, làm con Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Tại vì có biết bao nhiêu người không được hiện diện mà Chúa cho chúng ta hiện diện, hiện diện và làm con Chúa để rồi chúng ta biết chúng ta từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu khi mà cuộc đời này chấm dứt. Để rồi trong cuộc đời
bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sao phiền, bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu thất vọng và bao nhiêu đau khổ. Chúng ta không thất vọng, chúng ta vẫn đứng vững, chúng ta vẫn giữ tròn niềm tin. Anh chị em thân mến, đó là lời của Chúa, đó là những ký ức, đó là quá khứ, đó là truyền thống, đó là kinh thánh, đó là bánh hàng sống mà tất cả chúng ta đều là được học giáo lý, mà hôm nay gương sáng cho chúng ta là cả em. Như tôi đã nói, chúng ta phải nhớ, chúng ta đừng quên Đức Chúa, bởi khi chúng ta quên, chúng ta bị cuốn đi giống như lá khô trước gió lào mùa hạ. Chúng ta bị tróc rễ khỏi mặt đất đang nuôi dưỡng chúng ta, là lời của Chúa là bánh hàng sống. Ngược lại, khi chúng ta nhớ là chúng ta củng cố tương quan với Thiên Chúa, củng cố tương quan với tha nhân, củng cố tương quan với nhau từ trong gia đình đến nơi cộng đoàn và xã hội. Nói gì đâu xa, ít phút chúng ta thử xét tình là tôi là linh mục, tôi phạm tội và tôi chỉ phạm tội, tôi có thể nói những lời không xứng với một linh mục nơi miền lưỡi của người mà Chúa đặt lên đó nói những lời yêu thương. Khi tôi quên mất rằng tôi là linh mục, tôi quên tôi là ai, cho nên tôi có thể làm những việc sai trái, lỗi luân lý, lỗi đạo đức nặng nề với những người khác, không phải là nụ cười mà là sự nóng nảy với người khác. Từ con là con cái ở trong gia đình, cả con sống bất hiếu, tại vì cả con quên mất ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, mang nặng đẻ đau, nuôi nấng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dành dụm cho tụi con đồng tiền, ưu tiên cho tụi con miếng ngon của ngọt để tụi con có sức khỏe và học hành. Rồi khi tụi con làm được một chút tiền, chủ con quên mất ơn nghĩa đó và cho quên, cho nên mình sống bất hiếu. Rồi tôi là chồng, tôi là vợ, tôi có thể sống bất trung với lời giao ước trong nghi thức hôn nhân vì tôi quên mất tôi đã có vợ, tôi đã có chồng. Tôi là cha, tôi là mẹ, tôi được Thiên Chúa giao cho một điều vị, mà điều vị đó chúng tôi là linh mục không có như anh chị em. Thiên chức làm mẹ, thiên chức làm cha để chúng ta sống xứng với thiên chức Chúa trao phó. Khi chúng ta quên cái đó thì chúng ta đất rễ, tóc rễ khỏi lòng đất nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta có thể ngoại tình, chúng ta có thể bất trung trong lời thề hứa gia đình. Và Chúa mời gọi mọi người chúng ta nhớ đến Chúa, nhớ đến thiên chức chúng ta đang đảm nhận trong tương quan của một giáo hội điều hành điều công tham gia sự. Giả sử khi anh chúng ta nếu tính kể từ ngày có quyết định thành lập năm 1937, được tách từ giáo xứ mẹ Quý Hòa, cha quản cả, cha quản sự Quý Hòa là cha trưởng ban giáo lý. Hôm nay cảm ơn cha, có lẽ là cái bằng khen trao cho em xuất sắc là của cha trưởng ban giáo lý, nhưng mà ngài đã nhường cho con chối, nhưng mà ngài vẫn nhường. Thì chúng ta chỉ có mới vỏn vẹn 80 năm trước đây 100 năm lịch sử của giáo xứ. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là từ khi hạt giống tin mừng đến đây, thì trong lịch sử của giáo sư Kỳ Anh, tôi đọc thấy ở trong cuốn của cha trong tả cương bình trường thì nói rằng là hơn 100 năm trước có những người sống đức tin đã đem tin mừng đến trên mảnh đất này. Họ đã khai hoang, họ đã kiên nhẫn làm nhà tranh nhà lá thì ở đây cắm ở đây. Và như thế thì hơn 200 năm hiện diện của tin mừng trên mảnh đất này. Và ngày hôm nay chúng ta phải nhớ điều đó, chúng ta đừng có quên. Chẳng
nhiêu thăng trầm của lịch sử chiến tranh Bắc Bớ, Bách Khải, Cấm Cách, Hương Giáo, Đông Cùng. Cha ông chúng ta đã giữ vững được niềm tin để trao lại cho chúng ta là những người Kỳ Anh hôm nay, dựa lòng một thị xã và miền Kỳ Anh, mà tiềm năng tương lai sẽ trở thành một thành phố thứ hai của Hà Tĩnh. Và lúc đó có lẽ không còn là một xã của miền Kỳ Anh nữa, mà nhập vào trong thành phố Kỳ Anh. Chúng ta đừng có quên truyền thống đó, bởi vì chúng ta quên là chúng ta vô ơn. Nếu mà người đó không để đây, không cam lòng ở lại, bây giờ chúng ta sống ở những vùng khá chứ không phải là một vùng đô thì có thể buôn bán, có thể làm ăn, có thể dễ dàng kiếm sống hơn ở những vùng quê khó khăn cả. Và Chúa mời gọi của chúng ta đừng quên được Chúa. Và để làm được điều đó, bài học thứ hai, chính sách gửi cho giáo đoàn Corinto của thánh Phaolô tông đồ, ngài nói về chúng ta: thưa anh em, khi chúng ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há phải chẳng phải là chúng ta uống máu của Đức Kitô ư? Và khi chúng ta nâng bánh cũng thế, chẳng phải là chúng ta chia sẻ vào thân thể của Đức Kitô, để rồi một người chúng ta, tuy nhiều người của chúng ta là một chi thể, một thân thể, mình mầu nhiệm Chúa Kitô, để rồi chúng ta biến sống hiệp thông liên đời với nhau trong cộng đoàn giáo xứ giáo hạ Kỳ Anh thân yêu này. Và để đừng cùng bên Đức Chúa, thì tôi mời gọi anh chị em đọc lại lời của Môsê: anh em đừng quên Đức Chúa, anh em hãy nhớ Đức Chúa đã giải thoát anh em, hãy đến với Chúa Giêsu thánh thể, bí tích có thể chữa lành trí nhớ bị thương tổn của chúng ta, bởi vì chính Chúa Giêsu thánh thể là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, đã cho chúng ta sự sống, đã gìn giữ chúng ta. Chúa Giêsu thánh thể có thể giúp cho chúng ta quên đi những quá khứ đau thương và nhớ đến những quá khứ tốt đẹp, để đó là ký ức sống cho mỗi khi chúng ta gặp khó khăn thử thách trong đời đời. Xin cầu chúc quý bà và anh chị em cách riêng là anh chị em giáo xứ Kỳ Anh, cách riêng hơn nữa là các bà giáo lý cũng như các thầy cô giáo lý viên, chúng ta có nhiều ơn Chúa để chúng ta học hỏi giáo lý của Chúa. Chúng ta đã nghe lời Chúa, để rồi chúng ta đừng quên Đức Chúa, đừng quên truyền thống, đừng quên những giá trị tốt đẹp. Xin mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tiếp tục cử hành hầu nhiệm, và Chúa sẽ chúc sẻ cho chúng ta anh em hãy làm điều này.